khi nào nên xây biệt thự. Video này Dũng sẽ chia sẻ cái lý do khi nào chúng ta nên xây biệt thự. Dũng sẽ chia sẻ những cái câu chuyện mà Dũng trong suốt 10 năm qua Dũng xây rất là nhiều cái công trình villa. Đâu đó có những cái câu chuyện rất là cảm động, rất là hay. Dũng sẽ chia sẻ lại cho cả nhà xem. Và đâu đó chúng ta cũng sẽ cảm thấy là khi nào thì chúng ta sẽ nên xây biệt thự thì tốt hơn. Và khi nào là chưa cần thiết. Đầu tiên mà Dũng muốn chia sẻ đó là cái công trình nhà chân hao, công trình của một người bố xây một cái căn nhà cho hai người con. Cái xuất phát từ ban đầu là tại sao xây cái ngôi nhà này, thì cái tâm niệm của hai người con á, rất là muốn, người bố chú cũng lớn rồi, năm nay đã 60 mấy, gần 70 tuổi rồi, hai đứa con mong muốn là sẽ có được một cái ngôi nhà sống rất là thoải mái, trang hòa với thiên nhiên, đầy đủ tiện nghi cho người bố và cả hai con. Thật ra thì tài chính của gia đình nó không phải là một cái vấn đề, nhưng mà đâu đó là có những cái rào cản về tâm lý mà không có muốn tiến hành ngay, và cũng có nhiều cái lý do của trong gia đình mà cũng không xúc tiến ngay, thì cũng thể đến một cái thời điểm là quyết định là muốn xây cho một ngôi nhà mà một người bố và hai đứa con gái sống trong đó, quay quần với nhau, người con có thể chăm sóc bố tốt hơn và người bố cũng có thể gần gũi với con hơn trong một cái không gian sống rất là tiện nghi. Dũng sẽ kể lại những cái câu chuyện nó khá là cảm động. Thì khi mà Dũng tiếp xúc với chủ nhà, đâu đó Dũng cũng có cảm xúc ở trong cái quá trình mà mình tiếp xúc với chủ nhà và nghe cái câu chuyện của chủ nhà. Với công trình này thì bài toán đặt ra là những cái vật liệu thân thiện với thiên nhiên, có cây xanh, có mặt nước, không gian sống nó hiện đại, tiện nghi. Thì công trình nhà chân hao đã được ra đời với một cái lý do như vậy. Công trình thứ hai Dũng muốn nhắc tới là Mr. Phương Villa, một công trình ở Đồng Nai. Khi mà anh Phương anh tâm sự với Dũng là lý do mà anh làm cái ngôi nhà này á, anh muốn có một cái nơi mà có thể vợ của anh, con của anh sẽ được ở tốt hơn. Làm sao mà cái không gian sống đó phải rất là trang hòa với thiên nhiên, cũng có mặt nước, cũng có cây xanh, cũng có ánh sáng tự nhiên, cũng xài những cái vật liệu rất là thân thiện với môi trường như là gỗ tự nhiên, đá tự nhiên. Và đâu đó là cái dự án này nó đã ấp ủ trong ảnh rất là lâu rồi đó. Và anh nói là thật ra là trong quá trình kinh doanh cũng rất là nhiều cái vất vả, nhưng mà rồi ai cũng sẽ không sống hoài trên cuộc đời. Ảnh mong muốn là những cái thời gian nửa đời còn lại sẽ được sống với gia đình trong một cái không gian sống nó hết sức là chất lượng, trong một cái không gian sống nó yên bình, nó tốt cho sức khỏe. Làm sao để trong cái không gian sống đó là anh cảm nhận được với cái tình cảm giữa ảnh với vợ ảnh và giữa ảnh với con ảnh, một cái sự kết nối nó hết sức là thiêng liêng ở trong một cái ngôi nhà đấy. Thì đó là những cái lý do mà Mr. Phương Villa ra đời. Nó sẽ chung quy một người bố, một người chồng muốn tạo dựng nên một cái nơi chốn rất là tốt cho con mình, cho vợ mình. Công trình thứ ba mà Dũng muốn chia sẻ với mọi người đó chính là Mr. Cường Villa, một công trình cũng khá là đặc biệt. Chỗ của Cường đã hiện tại đã sống trong một cái villa rồi, nhưng mà qua quá trình sống thì cảm thấy rất là không hài lòng. Có một số điểm như là cái hồ bơi ở dưới đất nó gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Những cái bàn ăn thì lại kế bên một cái hộp ren, khi ăn thì lại cái nước xả của trên lầu trên đó, nó lại xả xuống mà mình lại nghe trong quá trình mình khi ăn. Rồi có rất là nhiều cái bất cập ở trong cái quá trình mà Cường sống trong một cái ngôi nhà đó. Và dường như là những cái đó nó làm cho tâm trạng của mọi người sống trong căn nhà đó nó không có được an yên, nó cảm thấy bức bối, nó cảm thấy là đâu đó là nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của gia đình rất là nhiều. Và Cường đã quyết định bán cái ngôi nhà đó đi và xây lại một cái ngôi nhà mới. Nó sẽ có hồ bơi ở trên mái, nó sẽ có ở dưới tầng trệt, nó sẽ là một cái không gian có chỗ chơi cho con, có một cái không gian có sân vườn, một cái nơi ăn sáng, uống cà phê, một cái nơi thư giãn của gia đình, mỗi tối quay quần nói chuyện với nhau trong một cái không gian rất là tiện nghi và ấm cúng. Thì Dũng đánh giá là qua cái câu chuyện đó thì giữa một cái người bố rất là trẻ, đâu đó là
vừa ngoài 30 tuổi thôi đó, nhưng mà ngược lại là cái hướng về gia đình của Cường làm rất là tuyệt vời. À, Dũng cảm thấy rất là tuyệt vời, đó là một cái câu chuyện hết sức là tự hào. Một cái công trình villa tiếp theo Dũng muốn chia sẻ là ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là biệt thự của anh Hồ ở Củ Chi. Thì khi mà anh Hồ tiếp xúc với Dũng á, thì anh Hồ là hai vợ chồng là người theo đạo Phật, thờ Phật rất là nhiều. Trong công ty cũng thờ Phật và ở nhà cũng thờ Phật, và dường như hai vợ chồng là hàng ngày phải trì kinh niệm Phật hàng ngày. Đó là một cái thói quen hết sức là tốt. Trong cái lĩnh vực kinh doanh của anh thì anh có một cái nhà xưởng, hai vợ chồng thì tối ngày ở trong đấy coi nhà xưởng, và thật ra đã kinh doanh hơn 20 năm rồi, nhưng mà vẫn nuôi ấp ủ một cái không gian sống riêng cho gia đình. Một cái không gian sống nó rất là tiện nghi và nó rất là tốt cho sức khỏe, và một cái nơi mà anh chị có thể về nhà có thể tu tập được. Hai vợ chồng có thể thay phiên nhau, sáng thì vợ chị kinh, thì tối tới lượt của chồng đó. Thì một cái nơi mà hai vợ chồng có thể tu tập được, một cái nơi có thể là gia đình quay quần bên nhau, một cái nơi mà có thể tách biệt khỏi cái công việc hàng ngày đó. Thì đó là một cái lý do mà anh quyết định xây một cái căn nhà riêng cho gia đình đó, để thực hiện được cái ước mơ, những cái hoài bão của anh đâu đó mà anh đã ấp ủ rất là lâu đó. Thì chính vì vậy là công trình đã được ra đời với một cái lý do hết sức là nhân văn. Dũng thấy thì chung quy đâu đó những khách hàng của Dũng sẽ có một cái điểm chung là cũng giống như một người bố, một người cha hoặc là một người con muốn xây dựng một cái công trình để giúp cho người thân của mình sống tốt hơn, giúp cho vợ mình sống tốt hơn, giúp cho con mình sống tốt hơn, giúp cho bản thân của ba mẹ sống tốt hơn. Một cái nơi sống mà đâu đó nó sẽ gần gũi với thiên nhiên, một cái nơi sống đâu đó là nó sẽ tốt cho sức khỏe, một cái nơi sống mà nó giữa gia đình nó có sự kết nối với nhau, giữa chồng vợ, giữa con và cha mẹ. Thì Dũng nghĩ đó là những cái điểm chung của khách hàng của Dũng. Một cái gì đó nó đem lại một cái giá trị sống chất lượng, một giá trị sống cao. Bởi vì đâu đó là những khách hàng của Dũng sẽ là những cái người doanh nhân, những cái người chuyên gia có mức thu nhập cao, làm lụng rất là cũng thực sự là cũng khá là vất vả để có được một cái thành tựu trong ngày hôm nay. Nhưng mà đâu đó là mình sẽ nghĩ là gần rồi, cũng 30, 40 tuổi hoặc là ngoài 40 rồi, thì đâu đó là sẽ có một cái muốn có một cái nơi mà để là gia đình có thể là hạnh phúc bên nhau, có thể là chất lượng cuộc sống nó được nâng lên trong quá trình mà mình đã rất là vất vả ở gần như là hết nửa đời người rồi. Thì lúc đó sẽ quyết định xây một cái căn biệt thự villa để cho gia đình cùng nghỉ ngơi, để cho gia đình cùng quay quần với nhau. Thì Dũng nghĩ đó là những cái yếu tố cũng khá là nhân văn. Đâu đó chúng ta trong cuộc sống thì ngoài cái việc chúng ta lao động thì chúng ta cũng sẽ hưởng thụ được những cái thành tựu mà chúng ta đã tạo ra. Nó hết sức là công bằng và nó cũng sẽ hết sức là xứng đáng cho những cái gì mà chúng ta đã đóng góp cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho nhân viên, và những cái thành tựu chúng ta đã tạo ra trong quá trình mà chúng ta đã lao động rất là chính đáng. Đó, thì đâu đó thì Dũng nghĩ là cuộc sống vốn dĩ nó sẽ rất là cân bằng. Đôi khi chúng ta giữ nhiều tài sản quá cũng không tốt, nhưng mà đâu đó là một cái sự rất là cân bằng. Chúng ta là đã có những cái năm tháng tích lũy, đã có những cái năm tháng cơ cực đi, thì đâu đó chúng ta cũng sẽ tích lũy được một cái số tiền mà chúng ta muốn xây dựng được một cái ngôi nhà, mà cái nơi đó là gia đình của chúng ta sẽ sống tốt hơn, con cái tốt hơn, cha mẹ sẽ được một cái nơi sống tốt hơn. Thì mọi thứ nó đều Dũng cảm thấy đó là rất là nhân văn. Thì đâu đó là những cái lý do mà chúng ta những khách hàng của Dũng đã xây cái căn biệt thự cho chính mình. Và đó và Dũng nghĩ đó cũng là một trong những cái lý do chính mà mình nên quyết định xây một cái căn biệt thự. Ngoài ra thì Dũng thì cũng không khuyến khích là nếu mà tài chính của chúng ta nó chưa thực sự tốt, chưa thực sự vững chãi thì cũng không nên xây, bởi vì xây biệt thự là một cái giá trị rất là lớn. Đòi hỏi chúng ta phải đầu tư cho nó về không gian cũng giống như về nội thất. Thì
Nhưng mà nếu mà chúng ta có tài chính và cái dự định đã ấp ủ rất là lâu, tạo ra được một cái mái ấm cho vợ, cho con, cho cha mẹ đó, thì Dũng nghĩ là cũng đã đến lúc mình nên quyết định cái nửa đời còn lại chúng ta sẽ có một cái cuộc sống chất lượng hơn. Đây là video Dũng chia sẻ những cái câu chuyện mà Dũng đã gặp gỡ khách hàng trong suốt những năm vừa qua. Còn rất là nhiều công trình, nhưng mà đâu đó là Dũng sẽ lấy ra những cái công trình có cái điểm chung để chia sẻ với mọi người. Thì tới đây Dũng sẽ xin tạm ngừng video. Nếu cả nhà có mong muốn tạo ra được một cái không gian sống chất lượng hơn cho gia đình của mình, cho mẹ của mình, cho bố của mình, cho vợ và con của mình, nhưng không gian sống đó nó thân thiện với thiên nhiên, sống rất tiện nghi nhưng mà được thiên nhiên quay quần, thì đó là một cái sở trường của bên Dũng. Dũng mong là hẹn gặp lại cả nhà trực tiếp qua số điện thoại của Dũng là 0918884567, hoặc là cả nhà có thể inbox trên fanpage trực tiếp cho Dũng, và Dũng cùng với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư sẽ trực tiếp tư vấn cho nhà mình. Và Dũng hẹn lại video tiếp theo, Dũng sẽ chia sẻ những cái câu chuyện khác nữa. Và tới đây Dũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.